Ok, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái máy làm tỏi đen. Đây, hiệu T-Rod TS906. Mình mới vừa đặt hàng trên SCJ rồi về nè. Đấy. Mua cái máy làm tỏi đen này nó tặng cho mình được hai chai mật ong nè. Giờ mình sẽ tiến hành khui cái máy này ra. Xong rồi mình coi có gì trong đó rồi mình sẽ lấy tỏi để mình chế biến thử coi nó thành tỏi đen không nha. Nói chung là lần đầu tiên mình sử dụng cái máy này cho nên cũng chưa biết nó có ra tỏi đen được không. Thì giờ mình sẽ tiến hành thực hiện để coi nó sao nha các bạn. Do mình vừa quay phim mình vừa gỡ cho nên thì khó. Rồi, công đoạn gỡ thì tạm dừng cho qua nha. Gỡ xong rồi quay tiếp nha các bạn. Đây là phiếu bảo hành vậy các bạn, mình nó không có ghi nhãn cho nó bỏ qua đi. Đây, mình đặt chính đây. Tôi đang quay video mà con tôi nó nói coi đó, nó nói chuyện cũng được. T-Rod Modem TS906 nha. Ngồi xuống. Rồi xuống đi Phúc ơi. Quay dính cho em vô không có được. Rồi xong, giờ mình đã chuẩn bị một bịch tỏi cô đơn nha các bạn. Cái này mình có thể làm tỏi cô đơn hoặc tỏi tép cũng được đó nha. Với lại một lon bia Tiger. Nói chung bia thì các bạn sử dụng bia nào cũng được hết. Rồi một cái thố để mình đựng tỏi đen. Ủa, đựng tỏi cô đơn. Xong rồi mình mới lấy bia này là mình chế ở đây mình ngâm. Theo mình tìm hiểu thông tin trên mạng thì nó chỉ mình ngâm khoảng 10 phút đó. Thì giờ mình cũng tiến hành thực hiện theo y vậy đi. Giờ mình đổ tỏi ra cái thố này xong mình đổ bia vô mình ngâm khoảng 10 phút xong mình sắp tỏi này vô trong đây ha. Rồi giờ mình sẽ đổ này vô đây ngâm này trước đi. Xong rồi đó các bạn ơi, giờ mình sẽ đổ bia vô đây xong rồi. Giờ mình sẽ chờ đợi khoảng 10 đến 15 phút nha. Cho bia nó ngấm vô đây cho nó ngon hơn. Rồi giờ mình sẽ chờ đợi sau 15 phút của mình sẽ sắp cái tỏi này vô trong cái khay của cái máy này nha. Rồi. Đợi đến 15 phút sau đi. Rồi ok, sau thời gian giờ tỏi nó ráo nó khô lên nè các bạn ơi. Giờ mình sẽ tiến hành ship nó vô trong cái khay của cái máy này nha. Đấy, ship vô đây nè. Đó, ship hết vô đây luôn. Rồi, ok. Ship vô. Đó, bỏ vô đây nè. Ngăn trên với ngăn dưới bỏ làm sao cho hết luôn. Như đây bỏ chắc cũng được nhiều à. Đây mình bỏ vô hết coi sao. Ok các bạn ơi, sau khi mình bỏ xong rồi nè. Cái khay này là mình để được khoảng nửa kg thôi nha. Tại vì cái bịch tỏi nãy mình mua là nửa ký nha. Nửa ký là để vô hai khay là vừa luôn á. Rồi giờ mình sẽ bỏ vô trong cái giống như cái nồi cơm điện như nha. Đó, bỏ vô. Thì máy làm tỏi đen nó giống nồi cơm điện y hệt luôn các bạn ơi. Rồi xong, bây giờ mình đậy nắp lại. Sau đó mình sẽ tiến hành ghim điện rồi mình sẽ để nó trong vòng 12 ngày. Rồi mình sẽ chờ xem kết quả nó như thế nào nha. Giờ mình đi ghim điện lên. Rồi ok các bạn ơi, giờ mình đã ghim điện xong rồi nè. Nhưng mà trước khi ghim điện xong mình để cho nó chạy 12 ngày thì mình phải bấm mấy cái nó mới được nha. Thứ nhất là mình sẽ chọn tỏi nè. Ở đây thì tỏi nhánh nè, nó có biểu tượng nè. Ralit nè, còn đây là Solo Ralit nè. Tại vì mình xài tỏi đơn cho nên mình chọn bên đây nha. Còn nếu bạn nào xài tỏi nhánh á, thì mình bấm bên đây. Rồi mình sẽ nhấn vô một cái. Chạy cái nồi luôn chứ.
Cứng vậy, hơi bị cứng đấy. Mình nhấn vô xong nó sẽ hiện thời gian nè, 288 mấy phút gì nè, 288 phút nè. Xong rồi các bạn sẽ nhấn cái nút power nha, cho nó chạy. Sao nó không hiện ta? Đấy, tức là mình nhấn bên đây một cái, xong rồi mình nhấn liền bên đây. Hiện tại là nó là số 288 á, do mình quay có mở đèn led đó, cho nên mấy led ở trong đây nó chạy. Trên màn hình điện thoại thì mình thấy nó chạy vậy đó, nhưng mà thật sự cái màn hình gốc của nó thì nó không có chạy nha. Rồi giờ mình sẽ chờ đợi thôi. Số 288 này khi nào mà về 00 là mình thấy nó hoàn thành rồi đó. Rồi. Hẹn gặp lại các bạn sau 12 ngày nữa nha. Rồi ok. Rồi ok các bạn ơi. Sau 12 ngày kiểm điện thì giờ cái máy làm tỏi đen nó đã ngưng nha các bạn. Giờ mình sẽ dở ra xem ở trong nó ok không. Đây. Đấy. Wow, dường như nó có động nước nhẹ nhẹ trên đây. Ồ, giờ mình dở ra. Yeah. Ồ, dường như nó cũng tèo lại rồi nha. Rồi giờ mình sẽ lấy bỏ ra dĩa nha các bạn. Xong mình sẽ dùng thử một củ coi nó có hương vị như thế nào. Đổ gan vậy đi cho lẹ. Wow. Bữa mình làm bật nửa ký đó. Còn lại chắc khoảng chừng chưa được 100 gram quá. Này. Nhìn nó cũng hấp dẫn đó nha các bạn. Có mùi thơm. Thơm thơm của mùi tỏi mà không phải như tỏi sống mình. Là nó giống như thơm mùi thuốc bắc vậy đó. Giờ mình sẽ gỡ ra thử một cái coi. Đây. Ok. Nếu mà đã như vậy, nó đen vậy thì đã thành công rồi nha các bạn. Đấy. Nhìn thấy hấp dẫn nha. Nó giống như là thuốc bắc vậy đó. Nó đen đen này ha. Để mình ăn thử cái coi ngon không. Thơm thơm các bạn ơi. Thơm thơm hơi chua chua ngon ngọt, chua chua chắc có lẽ là do đợt khó mình có để bia ngâm bia, hương vị nó cho mình rất đặc biệt, ngọt ngọt mà hơi chua nhẹ thôi, với lại nghe giống như là mùi thuốc bắc vậy đó. Nói chung là cái máy làm tỏi đen này nó là làm được nha các bạn. Nói chung là nó ra sản phẩm vậy là đã thành công rồi đó. Rồi nếu bạn nào có muốn làm tỏi đen thì mình cứ mua cái máy đó về mình làm ha. Đấy, ăn cũng im lắm ạ. Nói chung là ăn tỏi đen nó tốt cho cơ thể lắm. Rồi ăn ngày cục củ hai củ vậy đó. Rồi nhưng mà làm mười mấy ngày mới được ra nhiêu đây. Rồi nếu bạn nào thích tỏi đen thì cứ mua máy về làm nha. Rồi mình sẽ kết thúc video đây các bạn ơi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu cảm thấy thích video này thì hãy like, share video và đồng thời cho mình một cái đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi các video kế tiếp nha. Rồi, ok, bye bye.